Xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt tôi là ba dòng sản phẩm của thương hiệu Minimori. Đây là dòng sản phẩm Minimori máy xay thịt đa năng mang nhãn hiệu GC24338. Dòng sản phẩm này có lẽ quý vị và các bạn đã rất là quen thuộc và sử dụng rất là nhiều. Thì để nhân dịp chào đón năm mới 2018, thì thương hiệu Minimori có cho ra mắt hai dòng sản phẩm mới. Đó là dòng sản phẩm Minimori mang nhãn hiệu GC24338S. Đây là dòng sản phẩm nâng cấp cải tiến của dòng sản phẩm GC24338. Và một dòng sản phẩm mới nữa, đó là dòng sản phẩm máy xay đa năng Minimori 4-1 mang nhãn hiệu MDMR002. Đầu tiên, để giới thiệu về sản phẩm GC24338S, thì đây là dòng sản phẩm nâng cấp cải tiến của GC24338. Như các bạn có thể thấy thì động cơ xay của máy GC24338 thì nó nhỏ hơn so với GC24338S. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất, GC24338 nó chỉ có một cái chế độ xay duy nhất, vì thế mà cái thiết kế của nó khá là nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là một nhược điểm của máy GC24338. Khi mà chúng ta xay nhiều và xay lâu, thì với cái không gian nhỏ hẹp như thế này thì khả năng máy tỏa nhiệt và nóng hơn sẽ cao. Vì thế, để khắc phục cái tình trạng này, thương hiệu Minimori cho ra mắt dòng sản phẩm cải tiến GC24338S với hai chế độ xay, thứ nhất và thứ hai. Với hai chế độ xay như thế này thì cái không gian của motor nó đã to hơn, vì thế mà khi mà chúng ta xay ít hoặc xay nhiều thì cái nhiệt lượng mà máy tỏa ra, cái không gian máy tỏa ra thì nó sẽ to hơn, vì thế làm giảm thiểu cái lượng nhiệt tỏa ra, giúp cho máy hạn chế bị nóng và có thể bền hơn, tiết kiệm điện hơn và xay khỏe hơn. Sau đây tôi sẽ thử động cơ trực tiếp cho quý vị. Đầu tiên tôi sẽ thử cái chế độ mút 1. Tiếp theo tôi sẽ thay sang chế độ tốc độ 2. Nhưng quý vị có thể nghe thấy thì cái tốc độ 2 có vẻ mạnh hơn gấp 2 lần tốc độ 1. Chính vì cái tính năng ưu việt như thế này, quý vị có thể xay nhanh hơn với tốc độ 2 và có thể xay miễn hơn với thời gian ngắn hơn với tốc độ 2.